Bao nhiêu số anh chị ở đây đã biết đến cái kim tứ đồ của Robert Kiyosaki rồi ạ? Ôi, thì cái kim tứ đồ này, có ai không biết không ạ? Ai không biết thì giơ tay ạ. Ôi sao nhiều thế? Ôi, tôi sẽ vẽ luôn cái đây ra đây cho anh chị đã biết rồi thì thông cảm xin 2 phút. Chúng ta sẽ có một cái kim tứ đồ, nó có 4 cái ô nha. Thì tôi sẽ chỉ nó vẽ nó đơn giản thôi. Thì ở ô bên trái này, đó chính là làm thuê. Đây là tự làm thuê, nghĩa là mấy người mà tự mở ra kinh doanh ấy, rồi bán hàng online cái kiểu mà không có một cái hệ thống để nó tự động ấy, thì đây gọi là tự làm thuê. Làm cái này thì được tiếng là làm chủ thật đấy, nhưng mà có tự do không ạ? Không có tự do. Còn cái làm thuê này có tự do không ạ? Không có. Vậy thì chúng ta muốn được tự do. Em ơi, thiếu 2 cái bút của anh, một cái bút xanh, một cái bút đen. Đâu rồi? Và cái ở bên này đó chính là chúng ta sẽ xây dựng và tự động hóa doanh nghiệp. Và cuối cùng ở cái đó chính là chúng ta đầu tư. Đó. Thì muốn tự do về tài chính ấy thì bạn sẽ phải tập trung ở bên nào ạ? Đây, tập trung ở bên này này. Hãy tập trung vào cái ô 3 và ô 4 này này. Hãy nhớ một điều này, cùng là một công sức nhé. Nhưng nếu các bạn tiếp tục làm những công việc làm thuê hay là tự đi làm thuê thì bạn... Bây giờ hãy nghĩ này, thu nhập chủ động hay thu nhập thụ động thì cũng đều là thu nhập mà thôi. Đúng rồi, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà chúng ta tập trung vào các công việc, các cái thu nhập mà tạo ra thu nhập chủ động ấy, thì chúng ta sẽ phải gắn bó với nó cả đời. Hãy cứ tưởng tượng là chúng ta sẽ dành ra 2 năm để xây dựng, để học một cái kỹ năng gì đó, đi làm thuê hay là để xây dựng ra một cái doanh nghiệp gì đó. Nhưng mà chúng ta ở phía bên ô số 1 và ô số 2 này. Vậy thì chúng ta có tự do được không ạ? Sau 2 năm chúng ta phải tiếp tục gắn bó với nó không ạ? Bao nhiêu số anh chị ở đây là chủ doanh nghiệp và vẫn phải gắn bó với nó hơn chục năm rồi ạ? Không ai hơn doanh nghiệp hơn chục năm à? Hóa ra mỗi mình à? Thì, và cũng... cùng là một cái công sức, cùng là cái thời gian đó, 2 năm nhưng mà chúng ta tập trung vào xây dựng ra các nguồn thu nhập thụ động. Và chúng ta tập trung vào việc mà học về đầu tư cũng là 2 năm mà thôi, nhưng mà sau 2 năm đó thì cái kết quả nó hoàn toàn khác biệt. Kết quả là bạn sẽ có thời gian, lúc đấy bạn sẽ trở nên tự do về tài chính, vì bạn đã có các nguồn thu nhập thụ động rồi. Vậy thì lựa chọn các bạn là chọn bên nào ạ? Ai cũng biết điều đó, nhưng mà làm thì ai làm ạ? Rất ít người làm. Thì chúng ta sẽ phải tập trung vào cái bên phía bên phải này, tập trung vào xây dựng nguồn thu nhập thụ động và đầu tư. Nhưng các nguồn thu nhập thụ động thì có những nguồn thu nhập thụ động nào ạ? À?